một hai ba bốn năm sáu bảy năm sáu bảy nên. Xin chào toàn thể anh em, chào mừng em quay trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay bên em sẽ giới thiệu cho anh em một mẫu mic không dây rất là cao cấp đến từ thương hiệu Acouphony, một dòng mic đến từ Nhật Bản nhá, cực kỳ là cao cấp. Và ngày hôm nay một mẫu mic mới nhất, cao cấp nhất đến thương hiệu Acouphony có mã là F300 bên em sẽ giới thiệu cho anh em. Dòng này bên em cũng đã bán rồi, có video cụ thể cho anh em rồi, rất nhiều anh em đã có đặt hàng. Và ngày hôm nay rất vui mừng em về được 20 bộ thôi, chỉ có 20 bộ và ngày hôm nay chỉ bán 5 bộ, giảm giá 5 bộ đầu tiên cho 5 bác là nhanh tay, giá sập sàn luôn. Đấy, thì trước khi vào video, anh em chưa đăng ký kênh chưa like, hoan hỉ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio nhá. Thì đây em xin phép giới thiệu cho anh em luôn này, một dòng mic đến từ thương hiệu Acouphony. Dòng này em cam kết với anh em tiếng ra cực kỳ là hay. Thì em vừa anh em alo rồi, tí em sẽ test một đoạn karaoke để anh em nghe và cảm nhận nhá. Khẳng định anh em tiếng con này cực kỳ là hay, có đầy đủ ba giải và rất là dễ hát nhá. Tiếng độ hút mic của tiếng của mic cực kỳ là hay nhá, cực kỳ là tốt cho anh em. Và đặc biệt thiết kế cũng rất là đẹp. Thiết kế đây anh em thấy, thiết kế mặt phay nhôm màu đen, để anh em thấy màu đen rất là dễ kết hợp. Có màn hình hiển thị ở giữa, hiển thị đầy đủ các thông số kênh A và kênh B, các tín hiệu đầu vào, có tần số này, có số kênh này, sóng tiếng pin đầy đủ cho anh em luôn nhé. Có một đèn báo thương hiệu Acouphony cũng như là thương mã S300 rất là đẹp cho anh em, cực kỳ là lỗi cho anh em nhé. Đấy, và đây kênh A kênh B đều có các phím mềm để anh em chỉnh tăng giảm volume. Đấy, tăng giảm volume hoặc là tăng chỉnh tần số, chỉnh tần số bằng tay hoặc tần số tự động đều được ở đây nhá. Kênh A kênh B riêng biệt cho anh em, cực kỳ là chất lượng. Đấy, anh em thấy một thiết kế mic rất là đẹp cũng như chất âm rất là hay, và đặc biệt sẽ bán cho anh em một giá cực kỳ là tốt. Đấy, và đây sẽ quay cho em đằng sau của những bộ mic không dây S300 này. Đây, đây nhá, anh em thấy đầu tiên phải nói đến đằng sau đây có sẽ đầy đủ các cổng kết nối ra, bao gồm này có ca lông này, có jack 6 ly này, và đặc biệt con này sử dụng là anten rời nhá. Anten rời sẽ anh em kết nối anten thì sóng cực kỳ là xa, từ 60 đến 70 mét nhá. Con này cam kết cho em từ 60 đến 70 mét. Và anh em làm sâu sự kiện giảm cưới kẹo khéo đầy đủ cho anh em. Đấy, sóng rất là xa, tiếng cực kỳ là hay cho anh em. Đây, vì sao em khẳng định cho thế thì em đây quay vào luôn cho anh em mạch của những bộ mic không dây này nhá. Đây, anh em thấy không? Nhìn này, em quay đúng chiều cho anh em xem này. Vì sao sóng nó xa? Tất cả đều có nguyên nhân anh em nhé. Đầu tiên, nó sử dụng một bản mạch rất là lớn này, size bản mạch rất là lớn này. Thứ hai, đằng anh em thấy này, hai cái hộp sóng rất là khủng luôn. Đấy, hai hộp sóng khủng đảm bảo sóng con này, trong này rất nhiều linh kiện điện tử, sóng nó rất là xa. Vì sao hộp sóng cực kỳ là khủng đây? Và có hai tụ japan xử lý hoàn toàn tín hiệu điện vào đây. Làm sao? Thứ nhất, bảo vệ các thiết bị điện tử, các linh kiện điện tử này tốt nhất. Thứ hai là sử dụng điện sạch vào để cho em hát nó không bị méo tiếng, đủ dòng, đủ thông số điện để anh em hát. Đấy, rất là hay cho anh em. Và đặc biệt con này có một IC đây, STC, IC xử lý tiếng của Mỹ, cực kỳ là hay cho anh em nhé. IC xử lý tiếng của Mỹ luôn, công nghệ Nhật Bản đây, hoàn toàn nhà máy. Và đặc biệt có con IC xử lý tiếng ông Mỹ, cực kỳ là hay, tiếng cực kỳ hay cho anh em. Hàng mới nguyên hộp đây, hàng mới nguyên hộp, bảo hành cho anh em 1 năm nhá. Đây, em sẽ quay cho em hàng. Đây, hàng nguyên hộp của nó, bao gồm đầu thu để đây, hai tay mic này, có nguồn này, có chống năn này, có jack 6 ly sẽ tặng kèm, có anten đầy đủ cho anh em, có pin để anh em về nhà anh em kết nối luôn trực tiếp nhá. Và tay mic thiết kế rất là đẹp, anh em thấy không? Acouphony S300 này, hoàn toàn vỏ tay mic là vỏ kim loại 100%, sơn màu này là màu xám, hơi xám, màu xanh cổ vịt, xanh xám, rất là đẹp. Cầm cực kỳ đầm tay nhá, cực kỳ đầm tay, hoàn toàn là vỏ kim loại. Đấy, dòng này dòng đây, em sẽ quay cho em dòng đuôi chuột, anh em này, Japan KTV, dòng đuôi chuột, cực kỳ chất lượng. Con này sử dụng Cornell Inox, anh em đều biết là Cornell Inox chỉ sử dụng trên những cái mic mà nó là dòng cao cấp thôi. Đấy, nên tiếng cực kỳ hay. Đấy, Cornell này ưu điểm của nó là độ hút tiếng tốt này, độ hút tiếng cực kỳ là tốt. Hai là hát dễ hát, nịnh giọng và rất là hay. Đấy, anh em thấy không? Hàng mới nguyên hộp, bảo hành 1 năm. Và cam kết với anh em nhá, tiếng con này cực kỳ là hay, tiếng mic của con này rất rất là hay nhá, đầy đủ ba giải, cực kỳ là dễ hát. Thì anh em theo dõi video, ủng hộ Thế Anh Audio, hoan hỉ cho bên em xin một like đi, cho em xin một like, một đăng ký kênh đi ạ. Thì đây em sẽ test cho anh em một đoạn karaoke để em nghe và cảm nhận chất âm của con này nhá. Nghe âm thanh thực từ con này. Đây, em bật lên cho anh em này. Đấy, bật lên nó sẽ báo
tần số này, số kênh và pin trên đầu thu và pin trên tay mic luôn. Nên 7, 8, 9, 10. Nên 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Nàng như một đóa hồng phai, hương sắc theo hoa theo tháng ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan. Nhặt lại từng cánh rụng rơi, làm vẫn rót ra cho chính đời mình. Vì người em yêu đã nói vụt nhạc tuyệt vời nhân thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu, anh với khi ta có nhau những phút đắm đái lần đầu, cho tim càng đến nỗi đau cách qua ta dưới chân ra là ta tuôn xuân rơi theo môi. Em vừa nghe cảm nhận chất âm con này nhá, cực kỳ là chi tiết, đầy đủ ba giải và cực kỳ là dễ hát cho anh em, độ út tiếng rất là tốt. Và ngày hôm nay bên em về được cho anh em là 20 chiếc và sẽ bán cho anh em 5 chiếc đầu tiên với một mức giá cực kỳ là tốt. Dòng này trên thị trường thì bán rẻ nhất cũng phải 2 triệu rưỡi đến hơn 3 triệu tùy anh em bán thôi. Nhưng ngày hôm nay nhá, chỉ có 5 chiếc đầu tiên em bán giảm giá cho anh em, 5 chiếc đầu tiên. Đấy, 5 chiếc đầu tiên được trợ giá và em sẽ bán giảm giá ngay. Chỉ 1.750.000 bên em bao ship. Tại nhận hàng anh em được kiểm tra và thanh toán. 1.750.000 anh em nhận một con mic đến từ thương hiệu Acuvay của bạn S300, dòng cao cấp nhất đến từ thương hiệu Acuvay. Anh em yên tâm nhá, tiếng cực kỳ là hay. Chỉ 1.750.000 bao ship, hàng mới nguyên hộp sẽ được bảo hành cho anh em 1 năm. Anh em được nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Không hay, anh em kết nối không hay, trả lại thanh audio. Hát không dễ hát, cảm thấy không vừa lòng, trả lại thanh audio. Dám cam kết với anh em nhé. Vì con này là thực sự anh em nào, nó là dòng cao cấp nhất, một thương hiệu Acuvay đến từ Nhật Bản. Vì anh em đều biết là công nghệ Nhật Bản, công nghệ Nhật Bản và cái đòi hỏi của Nhật Bản nó rất là khắc nghiệt. Nên hàng Nhật Bản họ chấp nhận được thì anh em yên tâm về chất lượng luôn. Đấy, Acuvay S300, 1.750.000 bao ship, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán, hàng sẽ được bảo hành cho anh em 1 năm. Anh em yên tâm sử dụng nhá. Thì anh em theo dõi video, ủng hộ Thành Audio, hoan hỉ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thành Audio nhá. Xin cảm ơn anh em.